Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Đèn Máy Minh Sơn. Chế là bình xăng con là một trong những cái phụ tùng rất là quan trọng. Nó có chức năng giúp các bạn đưa hỗn hợp xăng và không khí vào buồng đốt. Để một chiếc máy của các bạn tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và chạy nó tối ưu công suất thì cái chế hòa khí của các bạn phải tốt. Hôm nay đúng. Máy Minh Sơn chúng tôi về khoảng 5.000 cái chế hòa khí của tất cả các mẫu máy cắt cỏ để cho các bạn có những cái chế hòa khí chất lượng tốt, giá thành rẻ để các bạn tiếp cận. An Ba là một trong những cái nhà máy sản xuất chế hòa khí cực kỳ tốt. Và hiện nay trên thị trường nó có quá nhiều hàng giả hàng nhái khiến các bạn bị phân vân, không biết chọn lựa cái thương hiệu An Ba nào là chất lượng tốt. Chính vì vậy bên mình đã làm việc trực tiếp với bên nhà máy An Ba, đặt thương hiệu chế hòa khí An Ba trong hộp reload để cho các bạn có thể nhận diện rằng cứ mẫu chế hòa khí nào mà của thương hiệu An Ba đựng ở trong hộp reload đều là của Điện Máy Minh Sơn bán ra. Và cái mẫu chế hòa khí đấy là hàng chính hãng xịn, và các bạn yên tâm không sợ mua phải hàng giả hàng nhái. Cái chế hòa khí của An Ba thì các bạn có thể nhận thấy ở trong những cái máy cưa 365, cưa 353, cưa 382. Tất cả những cái mẫu máy mà đòi hỏi những cái chế hòa khí chất lượng tốt mới có thể chạy được, như cưa thì các bạn có thể thấy được gần như là 90% nếu loại chế sử dụng không phải chế hãng thì đều là sử dụng An Ba hết. Và bên mình đã nhập tất cả các cái mẫu chế cắt cỏ của nhà máy An Ba để cung cấp cho quý vị các bạn, để các bạn hoàn toàn yên tâm luôn. Với mức giá chỉ tương đương, giá tương đương nhá, với cả những cái mẫu chế hòa khí rẻ trên thị trường. Bởi vì sao giá tương đương? Bởi vì bên mình làm việc trực tiếp với bên nhà máy. Do đó bên mình đã cắt gần như là hết tất cả các cầu và làm đến qua các nhà phân phối, đại lý đến với cả người tiêu dùng luôn. Còn về đầu nhập ấy, bên mình không qua một cầu nào hết, làm việc trực tiếp với bên nhà máy luôn. Mình cắt giảm tối đa cái cầu để cái chế này khi đến với tay người tiêu dùng là các bạn nhận về cái chất lượng tốt nhất so với cái số tiền các bạn bỏ ra. Ok, đi vào chi tiết đi. Thì mình đã tháo ra ở trước mặt quý vị các bạn, đây là mình đang có 6 mẫu chế hòa khí để các bạn có thể lựa chọn. Với 6 cái mẫu chế hòa khí này nhá, thì các bạn hoàn toàn có thể lắp cho gần như là tất cả các loại máy cắt cỏ của các bạn rồi. Ở trong này thì mình có mẫu chế hòa khí của TJ53. Đây các bạn có thể thấy được Kawasaki TJ53, TJ45 thì đều sử dụng chung được. Đây các bạn có thể thấy được logo An Ba dập nổi trên thân chế, nhìn rất là sắc nét nhá, nét leng keng xà beng luôn. Này các bạn nhìn thấy những cái ống đồng này, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vú bơm trong suốt, trong vắt luôn, chất lượng nhựa rất là tốt, nó không bị gặp xăng, nó không bị vỡ. Nhiều cái loại chế kém ấy, gặp xăng là vỡ luôn, hoặc bóp rất là cứng, các bạn bóp xăng nó sẽ không bơm lên nổi. Đây, logo An Ba cực kỳ uy tín luôn nhá, dập nổi trên thân chế. Nói chung An Ba là một trong những nhà máy cực kỳ lớn, chuyên về sản xuất chế hòa khí, nổi tiếng ở Trung Quốc luôn, nó rất là nổi, nổi ngang Yama hoặc là nổi ngang với cả Wambo luôn. Rồi, bên mình lại có thêm cái mẫu này là 430 tai đỏ, cái này gọi là tai đỏ này, hay gọi là auto. Auto là sao? Là cái kiểu gió của nó lấy khác, nó gẩy cái quả ga lên như này để cho các bạn đẩy xăng vào buồng đốt nhanh hơn, tức là các bạn khởi động dễ hơn, hiểu nôm na như thế. Đây gọi là chế hòa khí auto nhá. Cái loại này thì lắp vào những loại G4K, G3K mà bình xăng dưới ấy, hoặc là bên mình lấy là chủ yếu lắp vào máy hái chè đôi ấy. Thì đây, có kim chỉnh hết nhá, tất cả các mẫu của bên mình lấy đều có kim chỉnh hết, kim chỉnh thân hết. Đây nhá. Đấy, kim chỉnh thân. Chỉ có TJ53 không có kim chỉnh thân thôi, làm theo đúng mẫu chế xịn thì không có kim chỉnh thân. Còn tất cả những cái mẫu thông thường một họng gió đều có kim chỉnh thân hết. Đây, 430 tai đỏ. Rồi. Đây là 260 và 30 tai đỏ, thì các bạn có thể nhìn thấy nhá, cái họng xăng gió của 430 nó sẽ lớn hơn so với cả 260 và 30 nhá. Mình nhớ không nhầm con này 14 này 10,5. Đây này. Đó. Cái này là 260 tai đỏ. Đấy, các bạn có thể lắp được tất cả các loại máy 26cc, 33cc trở về thì đều lắp được. Còn con này lên 430, 520 nha. Họng này là họng 14. Rồi, 3 mẫu rồi đúng không? Rồi, tiếp theo là mẫu GX25, GX35. Các bạn cũng có thể thấy nó có đóng logo An Ba ở vị trí này nhá. Hàng này thì đẹp mướt mát thật sự luôn. Những mẫu chế hòa khí bên Điện Máy Minh Sơn chúng tôi làm tự tin luôn, chất lượng tốt nhất ở phân khúc giá tiền. Mình không thể so với Wambo được. Đó. Nhưng mà riêng dòng cưa thì chế An Ba này còn ăn được cả Wambo về độ tiết kiệm nhiên liệu. Còn độ bền thì tất nhiên không ăn được, vì đường xăng, đường gió đi khác. Đây là 25-35 nhé các bạn nhé. Rồi còn 260 thường. Nó chỉ khác với 260 tay đỏ này là cái
cái le gió, cái lẫy auto ấy thôi này. Đó. Đây, logo An Ba dập nổi nhá. Nhá các bạn nhá. Đấy. Rồi. Đầy đủ luôn 6 mẫu chế. Mình điểm danh lại để cho các bạn có thể nắm được nhá. À đây là chế của đây là chế của 143 và 236 143. Hu xịn dùng được này. Tất cả các dòng chế dòng máy dáng 143 541 đều dùng được hết. Con này họng 12.2, mình nhớ không nhầm thì cái họng 12.2. Con 260 với cả con này thì giống hệt nhau nhá. Nó chỉ khác nhau họng thôi này. Con này họng 12.2, con này họng 10.5 này. Con này họng gió lớn hơn để các bạn đưa vào bồn đốt công suất lớn hơn nhá. Anh em nhìn lưu ý nhá. Này, y hệt nhau luôn. Đây cũng vẫn logo An Ba dập nổi. Nó là cái đặc trưng rồi. Ok chưa? Rồi. Đó, có cả 143. Còn đây, đây là gì? Đây là bộ màng chế. Bộ màng ở bên trong ấy. Nếu mà các bạn để lâu cái da bơm nó bị cứng ấy, thì đây là cái màng chế để các bạn có thể thay nhá. Thì một bộ này thì có 4 cái màng. Màng đen này, mấy cái gioăng nữa, là một bộ là 4 chi tiết ấy. Đó, đây là màng chế nhá. Đấy. Thì màng chế của 260, 30, 541, 143 dùng chung hết nhá. Bộ màng chế, đây có 4 chi tiết này. Đó, bên trong này, màng đen, màng trắng này, hai gioăng. Đây là bộ màng chế, là bên mình lấy về để cho các bạn, nếu mà các bạn mà chỉ hỏng màng chế hoặc bị cứng cái màng thôi, thì các bạn thay nguyên màng, tận dụng lại tối đa, tiết kiệm chi phí. Nha. Bộ màng chế này thì mình có của cưa 365 và của cắt cỏ. Đây, đây là của cưa 365 này. Đây ra đây mình tháo ra cho các bạn xem luôn. Là repair kit này, high quality nhá, reload luôn. Cái hàng này là bên mình đặt mà, nên là chất lượng các bạn hoàn toàn yên tâm. Mình chịu trách nhiệm với những cái mà bên mình đưa ra thị trường. Đây, một bộ nó có những cái này. Bộ màng chế. Đấy, các bạn nhé. Cái này là của 365 Yama nhá. Còn nếu mà của quan bồ thì không vừa đâu. Anh em lưu ý nhá. Bộ màng chế của 365 Yama. Rồi ok. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký like và subscribe kênh và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Minh Sơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.